Chiến đúng không? Chị Tiến một người thì để không? Vâng. Diện tích rồi là vị trí ở thứ nào để em trao đổi trực tiếp với chị giao tiếp nắm nhu cầu của các anh chị với cả cái đáp ứng kỹ thuật của mình. Ok nhá. Alo. Sứ quán Nhật đây này, mấy cái hàng của Nhật nếu mà đỗ ô tô được ăn đấy cũng được nhá. À thôi, em bông nó muốn ăn cái đồ gì nó nóng? Không, ở đây nóng nhiều lắm. Đồ gì? Ở Nhật cũng nhiều đồ nóng. Thank you.
Tôi cứ hỏi xem nó có đậu được ô tô không ấy. Bông có vẻ thích cái hàng Nga đấy đúng không? Cái hàng Nga ăn cũng hay. Bông bảo hàng Nga nào? Hàng Nga ở Ngọc Khánh ấy. Ừ, Ngọc Khánh ấy. Nga Ngọc Khánh chứ phải cái chỗ CCCP đâu. Hay là Nga CCCP? Không. Tôi thích ở chỗ Ngọc Khánh.